Tới ngày hôm nay, đạo Thiên Tâm đã ra đời và trên thế giới đã rất nhiều người công nhận là một chánh đạo, một thuyền bát nhã của thời nay, để mà đưa nhân loại về trời, để mà đưa con của cha của mẹ, những đứa con ngoan hiền giờ chót được tỉnh ngộ quay đầu trong bao nhiêu năm, bao nghìn năm u mê trong cõi ta bà này. Cuộc đời rất là vô thường mà mình không biết, đến khi mà hôm nay á, nạn tai phủ đầu, từ bệnh dịch ra đường, những người thân cũng không dám ngồi gần, hung hít ăn cơm chung hay là bạn bè, rồi cho tới bây giờ nạn chiến tranh, thất nghiệp là chuyện ấy, mà thất nghiệp một cách khủng khiếp trên thế giới bây giờ. Những cái mà náo nhiệt phồn vinh của Sài Gòn thời xưa bây giờ không còn nữa. Đó, quý vị nhìn thấy đi, không biết khi nào mình mới tỉnh ngộ để mà làm cho cha với mẹ được vui. Bao nhiêu chuyện xảy ra dồn dập, không bao lâu, từ năm 2019 đến năm 22, không đầy 3 năm, biết bao nhiêu biến đổi trên thế giới, biết bao nhiêu chuyện lạ lùng xảy ra trên thế giới. Mình phải ngồi mình nghiệm lại, tại sao, lý do sao? Lý do duy nhất là vì có người hàng trăm năm nay, những từ khi thời đại văn minh bắt đầu, từ khi Apple, iPhone ra đời, bữa nay nó ra tới 3 mắt nè, còn mấy cái Samsung tới 5 mắt luôn á, là cái này số 13 á. Thì lúc đó con người mình cứ chạy theo khoa học, chạy theo màn hình, chạy theo YouTube, Facebook, chạy theo, rồi từ đó mình quên đi về phần tâm linh. Cộng lại với thời nay con cháu của ma quỷ nó đầu thai làm tăng ni nhiều, cạo tóc, thì dù dắt rất là đông Phật tử đi sai đường. Kiệt cũng vì cha, vì mẹ thương tất cả nhân loại đã bao nhiêu lần chịu khổ xuống trần. Lần này Kỳ cũng rất là can đảm lên đây ngồi nói chuyện tâm sự với quý vị hàng, là một chuyện cũng không phải là Kỳ thích làm, mà nhiệm vụ thì phải làm, mà để mà tất cả những đứa con của mẹ có cái bản tánh thiện, chỉ vì một chút xíu gọi là có bi nhưng mà không có trí, không có dũng, thì bây giờ một số đó, đó đã hiểu được để trở về với bờ trên. Cha mẹ khuyên mình muốn qua khỏi cái nạn tai của Việt Nam chiến tranh và bệnh tật Covid thì mình phải chỉ có đọc kinh, ngồi thiền trong lúc này, thì tất cả sau này những người đó, đó là những người tương lai để mà được dự hội Long Hoa, mình nói là dự hội Long Hoa, sau khi Đức Thầy sẽ xuất hiện một ngày rất là gần đây. Đó là Kiệt biết luôn như vậy. Ở trong văn chương của trong những lời nói của những người xưa, ông bà mình nói á, là đừng nói lý với kẻ sai, đừng bắt tay với kẻ xấu, và đừng chiến đấu với kẻ liều, đừng nói nhiều với kẻ ngu. Cái mình nói đây là kẻ liều, đừng chiến đấu với kẻ liều. Liều là ai? Liều là Putin, liều là Tập Cận Bình. Không phải người ta sợ nghe, mà người ta phải cho một hàng hai cái đầu, gắn hai đầu, một cái đầu nó bị thua thật sự rồi, lúc đó cái đầu kia xử nó dễ, mà cái đầu kia là cái đầu chánh, cái đầu Á Châu là cái đầu thật, còn cái đầu nhỏ bên đây nó giống như gắn rung chuông vậy, hiện giờ cái đuôi là cái rung chuông, phải không? Còn cái đầu thiệt là Á Châu. Thì thế giới sớm hay muộn cũng sẽ trở lại trật tự với tất cả những cái thật và cái thiện. Những cái ác sẽ ra đi mãi mãi. Và những cái gọi là mưu mô tính toán xảo trá cũng cùng một lúc sẽ ra đi. Việc nói bao nhiêu lời
để những người đại ca bển. Trong những đại ca cũng có một số thuận thiên và một số nghịch thiên. Nếu người nào mà tinh kiệt một chút, biết cơ vận để mình biết được thời cuộc, biết được thời cuộc, mình nắm được thời cuộc thì mình xoay chuyển theo thời cuộc để mình lập thân, lập cho tương lai, cho con cháu của mình. Mục đích của kiệt vậy. Quốc gia của mình trong tương lai sẽ thành cường quốc, và tất cả chim hiền 6 triệu người đều phải quay trở về nước Việt. Cho nên cái ai mà đi theo Hằng Liều thì mình không biết, nhưng mà ở trong đó cũng có người có chánh kiến anh, cho nên tiếp tế cho Ukraine nó cũng quyết á. Thế giới sẽ đi vào một cái thời kỳ gọi là vàng son, khi Phật Di Lặc ngài sẽ xuất hiện đó quý vị, rất là ngắn. Mà nước của mình á, nước Việt, riêng nước Việt á, được ân điểm kỳ này, cho nên kỳ đầu thai vô thành nước Việt bây giờ người làm người Việt và nói tiếng Việt với quý vị. Trên trên bao nhiêu nước trên thế giới.